lại là hơi tặng là lụ cung nè à sự kiểu làm vậy à chứ hay ngõ hơi chia ngõ lụ cung phòng cung ngõ lụ cung phòng cung cái ông xã mình tan sở đó à rất thầy sự kiểu làm vậy rất thầy sự kiểu làm vậy là đi ăn ăn món Việt Nam go đi hữu là ngõ tì cho hơi tôi cẩm lầy à hơi tôi cẩm lầy là phở lệ hả lầy là lệ cẩm lầy là cẩm lệ phở lệ Việt Nam ngầu dục phảnh chuyến mùn tim là cái chuyên nghiệp á ha các bạn cái nhãn cái cửa hàng bán chuyên về món phở đó như làm ngầu dục hở phảnh nè như làm ngầu dục ngõ hở phảnh là phở đó hối chó em sẽ tặng quẩy không có cần chờ thấy là sực mẹ xin thấy là gì đó là thầy sô khúc à gọi món quét mã QR quét mã ăn đấy có thầy cẩm lầy à cái tên cẩm lệ á ha sáng ngầu dục phảnh là phở thịt bò phở tái ha sáng ngầu dục phảnh kỹ tá xỉn là ba sập gì mánh à tôi kỹ quầy hả cả ba sập gì mánh giác quẩn ba sập gì mánh giác quẩn à ba sập gì mánh giác quẩn là 82 đồng một tô ha giác quẩn là một tô ba sập gì mánh là 82 đồng đồng ở đây là hồng kông tôi kỹ quầy hạ là cũng hơi mắc thầy ngồi trước lên nít đi chân chấp à nít có thiền chân nít có lạp chân kìa hổ hổ mì kìa thiền chân lạp chân này thiền chân là tương ngọt lạp chân là tương cay đang ní muối kêu chù à tráng lĩnh mạch tung tráng lĩnh mạch à tung tráng lĩnh mạch tráng lĩnh là cái này là chanh có cái vỏ màu xanh nè à. Người ta là kêu là tráng lĩnh nha cái chanh này là người ta kêu là tráng lĩnh nè à. Chanh có cái vỏ xanh á người ta kêu là tráng lĩnh nha ní co đó kêu chù à bính á ha bính lấp là mấy cái cục đá ha bính lấp à, mật hồng là mật hồng nghĩa cuối này à mật ong đá chanh tung mật hồng tráng lĩnh nước à, mật ong đá chanh hay à, tiếng hỏi dầu xay xay cảm giác nè dầu xay dầu bích cái gì cả hai tháng còn nếu dầu xay dầu bích cái này vừa chạc à, vừa nhỏ vừa chặt khang dầu xay dầu bích vừa nhỏ vừa chặt hello bà Diêm kêu chù phở tái đó, là sáng ngầu dục hở phảnh ha sáng ngầu dục hở phảnh là phở tái ý đồ bỏ giá vô ủa chúng gì cả ngà choi là giá lâu liền múng à bà bá này bán ngọt chít cho tí lệnh móng á bà bá bán ngọt chít lệnh móng nó không xảy ra ngọt chị kỹ lệ ngọt chị kỹ lệ là tự mình á à
chiết lèn muốn là dắt chanh, dắt chanh là chiết lèn muốn, chiết lèn muốn là dắt chanh ha, và họ bỏ vô cái xác luôn. Hổ biết là hài lạp chiêu ra, biết là hài lèn muốn sáng lĩnh à, trái chanh màu xanh, xong rồi tới ngà choi là giá, ngầu dục là thịt bò. Nếu có hay sáng ngầu dục hỏ phẩm, sáng ngầu dục hỏ phẩm là phở tái, phở bò tái, hỏ sực là hỏ hổ mẹ. À, nếu có kêu chủ à, trúng hợp hỏ phẩm, chứ hay chạp cổng đó, chứ hay phở chạp cổng đó, dầu ngầu lạm á, ngầu lạm á, à, tủ ngào choi xin à, cái gì hầu dậu à, ngầu diễn á, ngầu diễn là thịt bò viên á, với cánh á, ngầu cánh à, ngầu lạm, bò nạm đó, ủa là ngầu dục, ngầu dục, ngầu dục là thịt bò đó, mũ là hả mà, ủa là lì sực đó. Đi xịt ra là anh ăn đi. Cái này đó, ngõ chiều có thù đó, à, mụ à, Việt Nam à, chanh thang à, dư hơi tôi dịp lọn xin dòng kìa. Hơi tôi dịp lọn đi dài cạn xe mới mới có phở ăn. Cái này con tắt tiệm mà cảm thấy sao, ngon không? Hổ hổ mì à? Tốt chữ hổ mì à? Tốt chữ hổ mì là cũng ngon. Hồi lúc cúng quà đấy, ông xã của mình nói cái thon có kỹ hữu dẫm, có nghĩa là cái nước canh á cũng kỹ hữu dẫm á, là uống cũng rất là ngon. Có tiếng ngầu để mà ngầu diễn hữu tắc, cái hữu tạm miếng con phở đây, miếng con phở á, tu à tú xuyên hay hủ sực cả ở thùng Việt Nam đó, có những Việt Nam này hủ sực tí là so với ở Việt Nam thì Việt Nam ăn ngon hơn á, nhưng mà ở Hồng Kông á, cái quán này là giống như Việt Nam á, nó hủ xì Việt Nam đó. Sở dĩ đó tập kỹ coi chàng xe lì ngọ tu nhiều lắm, thế cho nên đi dài dài tặng xe tới à, mình cũng phải đi để ăn á, tu hổ hổ mì vậy. Mấy dạ lụa cúng gì đó à, lụa cúng nè kêu ngọ xì hạ ngạo ní co ngầu diễn kè cẩm co, là mình ăn thử cái ngạo là cắn là ăn á, ăn thử cái bò giò viên này thử coi, hổ hổ mì gà xì hạ kêu mình thử á. Trời mưa chẳng hạn tiết trà ní á tiệp kêu trù trạc dục tài há mày chỉ kiển, trạc dục tài há mày chỉ kiển có nghĩa là bánh cuốn tôm với lại chả lụa, thì trạc dục là chả lụa, há là tôm, mày chỉ là bánh tráng. Cùng nhau đọc lại tên của món này: trạc dục tài há mày chỉ kiển, trạc dục tài há mày chỉ kiển có nghĩa là món bánh cuốn tôm với lại chả lụa. Ngọ sực là chúng ta vừa đậu quần nước mắm thôi không mày. Hổ hổ mì là ngon quá,
Lì tú xịt lá là anh cũng ăn đi, lì tú xịt lá bạn cũng ăn đi. Hổ hổ mì à, hổ muộn chút à. Nhưng mà với lần này họ có một tắc hàng, chỉ nghe thấy bánh cuốn xịt. Sở gì đó, điều sức cái xịt. Dạo này đó, mình không có rảnh đó, làm bánh cuốn ăn. Có bao lúc thèm bánh cuốn là tự cuốn ăn, nhờ thèm để ra quán ăn. Sốt cái xịt, đi ra ngoài ăn. Tháo khỉ về nhà.